Vâng, xin chào anh em. Mình xin giới thiệu mình là Trung Ngô. Và chúc mừng mọi người, đây là một cái driver đến từ Solution. Đập vào mắt mình đầu tiên đó là một cái hình ảnh rất là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ mở hộp đó, xem thử bên trong và cấu hình cái driver này như thế nào. Đây là một cái hộp rất là đẹp và thấy phải mở ra rất là đẹp đúng không? Đó, người ta đựng cái củ loa nhưng mà rất là chỉnh chu, mình thấy rất là chuyên nghiệp. Đó, đây là driver Solution NTR15-3018E. Đó, có nhiều cái lớp giấy để cố định cho cái củ loa, rất là tuyệt vời, đến từ một hãng sản xuất củ loa lâu đời trên thế giới, đó là củ loa Solution đến từ Vương quốc Anh. Đây là NTR15-3018E. Mình muốn giới thiệu với các bạn công suất của em này, RMS là 450W, tương đương với lại công suất của cái driver Emlyn cấp 3 Line 3015HO. Hai em này thì tính năng tương đương nhau. Và đó, rất là chỉnh chu luôn này. Người ta phải đậy lại bằng cái này để hạn chế bụi bám vào cái màng loa nha. Đó, rất là chỉnh chu. Tại vì đó, cái màng loa có dính lớp dầu vào trong nước á, cho nên nó dễ bám bụi. Đây là cái màng loa rất là đẹp đúng không? Ok, màng loa rất là đẹp. Đây là cái loa, hai cái trạm để đấu nối. Đây là từ neo, cái khung rất là chắc chắn, và cái khung làm rất là chắc chắn. Cái dòng loa này thì rất là tuyệt vời, âm thanh rất là tuyệt vời nha anh em. Đây là một trong những cái củ loa cao cấp của Solution, thì cái giá không hề rẻ. Đó, anh em nhìn cái cấu trúc khung sườn cũng như 500 này, có độ sâu cho tiếng quát rất là đẹp, làm rất là chắc chắn. Cái màng thì màng chống nước luôn. Đó, làm rất là bài bản nha, không thể chê vào đâu được. Đây là loa 40 nha anh em, rất là đẹp. Đó, đây sẽ đẩy cái bao này lên này. Đó, sau đó là chúng ta bỏ xuống cái bao. Đó, bao rồi, xong rồi chúng ta cái điện này vào cho nó cố định, chống lực này, tác động từ trên xuống. Đó, sau đó là đóng cái này lại. Yeah, Solution rất là đẹp đúng không anh? Cái mã sản phẩm của nó đây, sản phẩm này mình nhập về, số lượng khá là lớn nên có nhu cầu thì cứ nhắc máy và liên hệ Trung 0905069688 hoặc là 0903506890 gặp nhân viên của mình. Anh em sẽ được thỏa mãn với lại cái chất lượng âm thanh xuất ra từ cái củ loa cao cấp này nha. Đó là Solution NTR15-3018E ở chế độ 8 ohm. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi clip này, mọi chi tiết xin liên hệ Trung 0905069688. Xin cảm ơn và chúc mọi người buổi chiều thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.